Nhận định bóng đá Hà Nội với Bình Định. 19 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4, cuộc tiếp đón Bình Định cũng chính là màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Park Jong Ki-un của chủ nhà Hà Nội, và mục tiêu của đội chủ sân hàng đấy là phải giành trọn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn có mặt ở nhóm 6 đội mạnh nhất sau khi giai đoạn 1 của V-League 2021 kết thúc, Hà Nội phải giành chiến thắng cả 3 trận còn lại của giai đoạn 1, và cuộc so kè đầu tiên của họ sẽ là đối thủ Bình Định. Thực tế, đây là bài toán rất khó cho huấn luyện viên Park Jong Ki-un, người Hàn Quốc vừa mới có mặt ở đội Hà Nội chưa lâu. Hà Nội đang có chuỗi trận rất bết bát và thành tích xếp thứ 8 trong bảng tổng sắp với 13 điểm thực tế không làm lãnh đạo và các cổ động viên của họ hài lòng. Vì vậy, việc thay huấn luyện viên là một giải pháp, và những người làm bóng đá ở đây đang muốn thổi một làn gió mới vào đội bóng. Tuy nhiên, việc thay huấn luyện viên người nước ngoài ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng khiến nhiều người đâm lo cho Hà Nội. Nói thế, bởi ông thầy người Hàn Quốc chắn chắc chưa hiểu gì về bóng đá Việt Nam, và một quyết định sai lầm của vị huấn luyện viên trưởng có thể khiến Hà Nội phải trả giá đắt. Vì vậy, cuộc đối đầu với Bình Định sẽ là màn thử lửa cho tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Mừng cho đội chủ nhà khi tất cả cầu thủ của họ như Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy đều đã trở lại sau án kỷ luật hoặc thẻ đỏ. Thế nên huấn luyện viên Park Jong Ki-un đã có trong tay đội hình có thể xem là tốt nhất trong thời điểm này để đối đầu với một đội khách Bình Định có lối chơi rất khó chịu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Hiện hai đội cách nhau một điểm và xếp sát nhau trên bảng tổng sắp với vị trí thứ 8 và 9. Nên cả chủ lẫn khách đều đang muốn giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng lọt vào top 6. Vì vậy đây sẽ là cuộc so kè không khoan nhượng. Xét lực lượng, Hà Nội chắc chắn hơn hẳn đội khách với dàn nội binh hầu hết là các tuyển thủ. Chưa kể những ngoại binh của họ đều được đánh giá cao. Trong khi đó, sức mạnh của đội bóng đất võ lại phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh, và nếu như Romario bị quá chặt, tức khắc hàng công của họ sẽ gặp khó. Vì vậy, khả năng giành 3 điểm của đội chủ nhà vẫn cao hơn. Dự đoán 2-1.